Các bạn thấy cái tốc độ nó khủng khiếp không? Thậm chí là lên đến gần 100, hơn 100 megabyte trên giây. Cực kỳ nhanh. Và mình xem trực tiếp ở đây, nó cũng rất là mượt. Đó, các bạn thấy không? Đối với những người hay sử dụng điện thoại để quay video, lưu trữ dữ liệu dung lượng lớn giống như là tôi đây, thì chắc chúng ta không ít lần gặp phải trường hợp là điện thoại bị đầy bộ nhớ. Và khi một khoảnh khắc nó đến, ta cần quay lại thì dung lượng điện thoại không đủ. Hôm nay tôi sẽ đem đến cho các bạn một giải pháp có thể lưu trữ dữ liệu, mở rộng bộ nhớ cho điện thoại lên đến cái mức là không có giới hạn. Nó chỉ tùy thuộc vào giới hạn số lượng tiền trong túi của bạn thôi. Và sau đây sẽ là cách làm chi tiết. Vâng, và giải pháp mà tôi đem đến cho các bạn đó là chúng ta sẽ sử dụng những chiếc ổ cứng máy tính, ổ cứng laptop cũ. Những chiếc ổ cứng HDD cũ này thì bây giờ giá dao động chỉ khoảng 200-300 nghìn cho một ổ cứng 500GB, sức khỏe vẫn còn rất tốt. Hoặc nếu bạn nào có nâng cấp ổ cứng SSD mà còn dư ra cái ổ cứng laptop thì chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng được. Việc lưu trữ vào ổ cứng laptop như này thì nó sẽ có hai cái lợi ích như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ tiết kiệm được chi phí cực kỳ rẻ luôn. Nếu có sẵn thì chúng ta tận dụng, mà nếu không có thì ta mua với cái số tiền bỏ ra cũng rất là nhỏ. Thì chúng ta hoàn toàn với hai ổ cứng 500GB này ta đã có 1TB, đúng không? Thứ hai là lưu trữ bằng ổ HDD nó cũng sẽ rất là bền. Bởi lẽ ổ cứng này là ổ cứng vật lý nên là cái việc mà khôi phục dữ liệu nó sẽ rất dễ so với việc khôi phục dữ liệu trên USB. Câu chuyện bây giờ là chúng ta sẽ làm thế nào để chuyển được cái dữ liệu video trên điện thoại sang ổ cứng để lưu trữ nhanh chóng và thuận tiện nhất. Thì chúng ta sẽ cần đến một cái thiết bị để giúp kết nối giữa ổ cứng và điện thoại di động. Ở đây tôi có sử dụng chiếc box ổ cứng gắn ngoài. Thực ra đây là cái box ổ cứng để chúng ta sử dụng ổ cứng này làm ổ cứng ngoài cho máy tính. Bây giờ tôi sẽ gắn nó vào cho các bạn thấy. Nó, ổ cứng 500GB đã được gắn vào. Đầu kết nối nó là cổng SATA 3 này. Còn đầu bên này là đầu USB 3.0 mà kết nối của điện thoại là Type-C, do đó ta sẽ cần thêm một thiết bị chuyển đổi nữa. Đây, một chiếc cáp OTG đầu Type-C ra USB ta sẽ cắm vào. Đó, vậy là xong. Bây giờ chúng ta chỉ việc cắm điện thoại kết nối với ổ cứng và tiến hành copy dữ liệu. Đó, các bạn thấy là trên này nó báo màu xanh là đã nhận rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng một cái trình quản lý file, đó là đây. Mình sử dụng trình quản lý file này, File Manager này. Đó, các bạn thấy là nó đã nhận rồi. Ổ cứng của mình có tên là Anh Thuận 500GB và đã sử dụng 209/500GB. Ở đây mình lưu trữ cực kỳ nhiều dữ liệu của mình ở đây. Bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy cái tốc độ chuyển file của nó nhanh đến mức thế nào. Ở đây mình đang có một file với cái dung lượng là 2,59GB nhá. Bây giờ mình sẽ copy sang ổ cứng, xem tốc độ 2,59GB nó sẽ mất bao lâu để có thể sang được ổ cứng. Đây, hiện tại là mình đang copy vào ổ cứng này. Mình sẽ copy vào bất kỳ thư mục nào. Và chúng ta cùng nhau xem 2,59GB copy từ điện thoại sang ổ cứng nó sẽ tốn thời gian là bao lâu. Các bạn thấy cái tốc độ nó khủng khiếp không? Thậm chí là lên đến gần 100, hơn 100 MB trên giây. Cái này nó sẽ phụ thuộc vào tốc độ của ổ cứng. Ở đây mình là ổ cứng chạy 7200 vòng 1 phút. Đồng thời là cái cáp kết nối OTG nó cũng rất quan trọng. Các bạn thấy không? 2,59GB mà nó copy cực kỳ nhanh. Và mình xem trực tiếp ở đây, nó cũng rất là mượt. Đó, các bạn thấy không? Đó, chúng ta khi đi quay video về cứ tự tin là copy hết dữ liệu sang bên ổ cứng để mà lưu trữ.
Có một lưu ý là khi mà các bạn, trước khi các bạn tháo ổ cứng ra thì nhớ là chúng ta phải thực hiện thao tác là tháo ổ cứng nhá. Chúng ta tháo ổ cứng ra nhé. Hoặc là chúng ta ngắt ở trên này. Nhớ là phải ngắt ở trên này trước khi tháo. Đó, đã ngắt là chúng ta có thể rút được ra. Ok, vậy bây giờ tổng thiệt hại nhé, cái ổ cứng này nếu bạn có thì tiết kiệm được khoảng 200-300 nghìn. Còn nếu không thì mua 250-300 một cái ổ cứng 500GB cũ, sức khỏe còn tốt. Một cái box ổ cứng khoảng tầm hơn 100 nghìn. Mình không nhớ lắm, 120-150 gì đó. Cuối cùng cái cáp OTG mình mua khoảng tầm 50 nghìn. Tổng vào thì nó chỉ khoảng 500 nghìn thôi. Và chúng ta lưu trữ kẹt ga luôn. Bạn có càng nhiều ổ cứng thì lưu trữ được càng nhiều. Vậy là chúng ta đã cùng nhau giải quyết xong bài toán thiếu dung lượng lưu trữ trên điện thoại di động. Nếu video này hay thì hãy nhấn nút like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ tôi. Hẹn gặp lại bạn trong video lần sau.